vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Duy Nguyễn THOL. Xin chào các bạn đến với chương trình vlog thực hành ngày hôm nay của Duy. Bạn nhìn ngực Duy đi, thấy không? Để có được một cái cơ ngực như vậy không phải là dễ đâu. Nhiều bạn nhìn ngực anh Duy cũng thích lắm, cũng muốn được như ngực anh Duy. Nhưng mà các bạn có một cái vấn đề nóng vội sai lầm cực kỳ chết người. Và hôm nay, trong vlog ngày hôm nay, Duy sẽ chỉ ra cho các bạn một số điểm chết người. Tức là một số nguy hiểm, sai lầm chết người chúng ta cắt ngực. Tại sao chúng ta phải cắt ngực? Không cắt ngực thì ngực chúng ta không đẹp được. Cắt ngực là cắt cho cái đường cạnh ngực bo tròn, nó tách biệt giữa ngực và bụng. Đó là lý do quan trọng nhất chúng ta phải cắt ngực. Nhưng mà cắt ngực cũng chết người chứ phải không đâu. Không phải là Duy giỡn, không phải là Duy hù các bạn. Mà thực tế có một đồng chí tập cái bài cắt ngực này chết ngắt vì một lỗi sai rất là sơ đẳng. Cách đây cũng mấy năm rồi, mà Duy cũng nói rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà trong cái thời gian ngày hôm nay á, là Duy làm lại một số cái video cho nó hệ thống, cho nó bài bản. Vậy thì bạn nhìn đây, một cái ghế quyền thoại, một ghế truyền thống, một ghế bất kỳ phòng gym nào mà nói chung là bình dân đều có. Này là bình dân nha. Đây là cái máy decline bench press. Nó dốc vậy là decline. Thì ở cái bài tập này sẽ có hai điểm nguy hiểm cực kỳ chết người. Đó là đầu tiên mình nhìn cái ghế đó dốc xuống đúng không? Là khi bạn nằm xuống nó chóng mặt. Đó, nằm xuống nó chóng mặt khó tập lắm bạn. Đây là lý do chính mà hầu như là một số chủ phòng á không có cho các bạn mới vô tập ngực mà chơi bài này đâu, chết á. Không phải là chơi không được, mà là chơi nguy hiểm quá chết. Đó, nên người ta mới nói là mới tập gym không được cắt ngực, hay là mới tập chưa ngực không được cắt, đợi ngực bự đi rồi cắt ngực. Cách giải thích đó đó nó không hoàn toàn khoa học ở chỗ á, là mục đích á mà tôi không được quyền sử dụng cái máy này trước, đó là tôi tập xong rồi tôi bị chấn thương, tập tôi bị chết, chứ không phải là tôi chưa có ngực tôi tập không được. Hai vấn đề khác nhau nha. Vậy bây giờ giả sử bạn nằm đi. Bạn nằm nè. Má nhìn nó có đếm một chục con sao rồi đó. Là đã khó rồi đúng không? Là đã khó rồi, chứ chưa kể á khi mà bạn lấy cái tạ ra nè. Bạn nhìn nó có rõ, bạn cầm nó méo tờ lơ hột dưa hết. Mà bạn lấy ra. Có bao giờ vậy không? Cho khó tập quá, chóng mặt quá. Đó, và giả sử bạn tập được đi nữa thì bạn cũng tập ra kiểu như nè. Đó thì bạn thử cái tập như có hiệu quả gì đâu, rõ ràng nó không vô cơ luôn, mà nguy hiểm hơn người nữa là nó còn chết nữa chứ không phải giỡn đâu. Hồi nãy là di diễn đó của bạn thiệt á, bạn chặt cái bạc một cái rồi quẹo, hoặc là bạn chặt cái bạc qua đây một cái gãy đó. Nó nguy hiểm là nguy hiểm ở chỗ đó, đó là nguy hiểm chết người đầu tiên. Xong rồi đi ra mà má ở trong mặt không phải là diễn đâu, có thiệt rồi đó. Có nhiều đồng chí tập xong xỉu rồi không chóng mặt bạn đó, tức là mình phải tập nó quen rồi thì mình mới chơi cái bài được. Nên cái bài này nó mang tính chất truyền thống, nó mang tính chất cổ điển, nhưng mà nó cũng có những cái hạn chế, mà những cái hạn chế đó nó rất là nguy hiểm, mà nó trở thành cố hữu luôn, chúng ta không có khắc phục được. Thằng nào đi xe mà bị say tàu, xe xe ói xe đó, vô tập bài này vui lắm, nó cũng ói một hộp vậy đó. Đó, nên đó là một cái nguy hiểm chết người khi mà chúng ta tập cái bài này. Né được thì sao, đúng không? Chỉ phân tích thôi, đó là nguy hiểm chết người đó, bạn không bị thôi, không bị cứ chơi đi nhé. Còn cái số 2 nữa, đó là vị trí hạ tạ, tức là vị trí hạ tạ đòn sai cũng chết. Đó, Duy lấy ví dụ, biết sao ví dụ đây nữa, cái máy này chuẩn quá bạn ơi. Cái máy này trước khi mà Duy nhập về Duy chỉnh nó theo thông số kỹ thuật của người Việt Nam rồi. Bây giờ không sao chơi chết nữa đây. Sao chết ta? Đi lên, về đi. Rồi về chết nè. Đó, giả sử kéo tay dài dài ra đi. Đó, là cái vị trí hạ thanh đòn không chuẩn. Sao gọi là không chuẩn? Đó, không, nhìn vào đây lấy bộ dễ à, dễ. Lấy ra. Không, đẩy ngầu không xuống như này đó. Bởi hổng cái đồng chí cái chết là tại vì nè bạn, xuống như vậy là ngay trên vị trí nguyệt tử luôn,
ngay vị trí này chỉ có đường chết thôi, đẩy lên sao đổi, không có cách nào, nó bị khóa rồi. Và những cái tay Duy nè, cái vai nè, cơ ngực nè, nó xé nó banh luôn, nó khóa rồi, nó muốn rút chuột luôn vậy, lưng nè sắp rút, nó đẩy lên đó, cái đó chết người thiệt chứ phải giỡn thôi nha. Tại cục này 10kg gì diễn cho bạn coi đó, đó là chết. Chết tại vì sao? Tại vì vị trí đó là vị trí chết, tôi không còn lực nữa, tôi bị khóa cái vai rồi, tôi bị khóa luôn mẹ cái ngực rồi, tôi bị khóa luôn cái cùi chỏ rồi, thì thôi mình nên thôi xin mang thương đau. Này là Duy đang mô phỏng là cái tai nạn hồi năm nào đó nha các bạn, nguy hiểm lắm. Nè lại nè, này nha, cái đòn nó rớt vậy nè, nó rớt gần cổ, nó rớt gần cổ này chết chắc, cái này là chết chắc đúng không, chết chắc. Vậy là vị trí thành đòn sai, nguy hiểm chết người, nó rớt đây mới đúng nè. Nó làm sao nó phải rớt về đây, rớt ngay đầu vú, đầu vú chỗ nào rớt chỗ đó, mà là xích xuống đầu vú xíu thì lúc này bạn không bị khóa nè. Cái tay của bạn rất có lực, cái vai của bạn cũng rất có lực đúng không, cơ ngực của bạn cũng rất có lực, đẩy lên vô từ không đó. Hai cái sai lầm cực kỳ chết người, một cái khóa phết chết, một cái nội công yếu chết. Nên cái bài này là một cái bài bẫy đúng không, một cái bài bẫy do những cái hạn chế của nó mà chúng ta không thể khắc phục được, thì chúng ta cũng nên hạn chế tập bài này. Mà theo truyền thống thể hình hiện đại bây giờ hầu như nó bỏ bài này luôn, mà nó bỏ bài này luôn. Cái máy này nó là đúng quá nha, nãy giờ Duy nó là Duy sai, là sai ở cái cơ chế bài tập, cái cơ chế cách tập, chứ chưa nói là sai cái thiết bị nha. Cái thiết bị bạn sẽ gặp những cái sai sau đây. Thứ nhất, cái chỗ này là cái này nó lỏng nè, nó lỏng bằng tập Duy lắm, nó lắc cà bạc, bạn đứng bằng nằm, cái chân bằng quẹo qua quẹo lại, nó không thăng bằng được. Cái ghế dốc này nó dốc như vậy nè, dốc như vậy nó chóng mặt rồi nha, nó dốc như nè bạn, nó dốc tự, nó không phải vậy đâu, nó đây lên tới đây nè, nằm xuống một cái nhìn ngược kia luôn, cái đó là sai. Nó nên phòng nào bạn có những cái máy như vậy mà bỏ đi đi, không có gì một bài tập mà đánh đổi cả tương lai, nghe không. Cái thứ ba, cái khung mình nó yếu, cái khung mình nó yếu á, mà tán cái cây vô cái đùng cái nó lắc bạc, nó ghê lắm bạn, chết thì cũng chết mà ghê lắm. Nó như ví dụ là chưa, ví dụ như vậy đi, bao giờ có lên tận tán vô cây các bạn, đó là phong cách rồi, phong cách của Duy Nguyễn. Mà rất là nhiều người coi video của Duy Nguyễn là tập giống luôn. Ví dụ vậy đi ha, lên là vậy nè, đây nè, lên, đẩy vô. Lên ha, vậy là đâu có ai mà lên gì cũng canh gì đâu má. Trời nặng thấy mẹ luôn, rồi gồng mà canh nữa hả, canh nó nỉm quá rớt vậy cũng chết nữa, nói không? Thấy ghê không? Đó, nên lên là cứ an toàn cho em. Vậy, đúng không, lên, thẳng rồi, chắc chắn vô, không có gì chạy đâu hết á. Bà xì quắc cũng vậy nữa. Đó, mà để một cái mặt như vậy, cây nó yếu nè, lắc bên này nó vô trước, bên kia vô sau, cái kết quả bên này nó vô, bên này nó rớt nè cũng chết. Vậy nó tóm lại, cái bài tập này có thể tập có thể bỏ đúng không, nhưng mà khi bạn vô cái bài decline cắt ngực này nè thì nó gặp hai vấn đề cốt lõi mà Duy vừa phân tích đúng chưa. Nhưng mà đối với cá nhân của Duy á, và đối với THL Gym Center, đây là một cái máy tập nó mang tính chất hoài niệm, nó mang tính chất cổ điển, nó mang tính chất dư âm của ngày xưa. Ngày xưa là Duy là tập gym năm 2003, thì giai đoạn từ 2003 tới 2012 là phòng tập cổ điển nó nhiều lắm bạn. Phòng tập bình dân á, phòng nào cũng có cái máy này á, vô tập ngực cứ ngang dốc làm tới thôi, đâu như giờ đâu, giờ nó còn có điếc này nọ kia, xưa là có điếc đó. Nên đây là nó hoài niệm, nó cổ điển, và Duy cố gắng duy trì nó trong THL Gym Center Bình Tân. Còn THL Gym Center Hiệp Phú và THL Gym Center Hiệp Phòng, Duy sẽ bỏ máy này, sẽ bỏ máy này đỡ tốn tiền mua bạn, giờ hết tiền mua máy rồi. Thì thôi, qua một cái video ngắn gọn này thì cũng gửi gắm cho các bạn được những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng cốt lõi khi chúng ta tập bài decline bench press để chúng ta cắt ngực dưới. Nhớ, bạn bị vướng phải hai sai lầm mà Duy vừa đề cập đó, nó là nguy hiểm, nó là chết người chứ không phải nó là phong cách. Những cái nào nó nguy hiểm hay là những cái nào mà nó không đúng, nó mang chất là phong cách người tập, Duy không bao giờ Duy nói cả. Nhưng mà những cái gì nó mang nguy hiểm cho cá nhân chúng ta, cho chấn thương, cho cái sự kém tự tin trong tương lai và cho sự hạn chế phiền cơ, thì Duy phải lên tiếng để các bạn cảnh báo kịp thời. Rồi bây giờ Duy sẽ biểu diễn lại cho nó đẹp nha. Đầu tiên chỉnh lại. Biểu diễn xong rồi chia tay với lớp các bạn hỏi chào nha. Đó. Vô. Được cái này chắc nó bị dướng giò bạn, có mấy cái chỗ khác làm dướng nha, nên nó cảm giác khác thôi nha. Đây là cái cảm giác máy, ví dụ cái này nó nằm đây mà nằm đây nè,
cái giò bạn dày, bạn tập nó căng cơ đùi, nó cảm giác máy, con này nó căng cơ đùi. Đó, cầm vừa phải thôi. Cầm đừng rộng quá hồi lên không được thôi chứ gì các bạn, thấy không? Cầm dày cũng được, cầm dày cũng được, mà phong cách của Duy là cầm 5 ngón là bên. Rồi đẩy. Ha, không quá khớp, xuống ngay đầu vũ cho anh. Lên. Rồi, bye bye. Xin chào các bạn, hẹn lại các bạn trong những vlog tiếp theo. Hãy like, share và comment nhé. Chúng tôi sẽ gặp lại các bạn đấy. Trong lớp anh là người soi hóa, viết cân bằng phản ứng của tình yêu, thêm xúc tác cho nhung nhớ thật nhiều. Nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau, anh sợ hãi trong màu sắc dung dịch. Từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng rồi lại đến hơn ghen. Hai thái cực tình yêu và hóa học, màu phải khi hoàng bên lại.